Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Tự hào hàng Việt Nam, một chương trình gắn liền với cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, được phát sóng vào lúc 9 giờ 45 phút thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Thưa quý vị, ở mỗi doanh nhân Việt Nam thì bên cạnh mục tiêu kinh doanh và làm giàu chính đáng thì có không ít người mang trong mình khát vọng đó là quảng bá những gì tinh túy nhất của Việt Nam đến với bạn bè Nam Châu. Và ẩm thực là một trong những mảng mà các doanh nghiệp đã khai thác trong nhiều năm qua để có thể thực hiện giấc mơ này. Tuy nhiên thì sự khác biệt về văn hóa, về thói quen tiêu dùng cũng đã khiến cho việc quảng bá ẩm thực Việt Nam đến với thị trường quốc tế vốn là điều không hề dễ dàng. Và trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như thế này thì cũng tạo nên những khó khăn và những thách thức cho doanh nghiệp trong việc thực hiện khát vọng này. Chương trình ngày hôm nay, Ngọc Nhi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi cách thức các doanh nghiệp Việt kinh doanh về mảng ẩm thực, họ đã xoay sở, đã ứng biến và thích nghi như thế nào trước tình hình mới. Xin giới thiệu với quý vị, ngồi bên cạnh Ngọc Nhi đây là anh Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DH Food, người mà ngày hôm nay sẽ chia sẻ với chúng ta câu chuyện về việc xây dựng và phát triển một thương hiệu cũng như là những cái khó khăn mà doanh nghiệp Việt phải trải qua trong thời điểm dịch bệnh này. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Chào MC, chào các bạn. Dạ, nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự để hiểu hơn về công ty DH Food quý vị nhé. Là một thương hiệu mang theo hoài bão quảng bá gia vị Việt ra thế giới. Được thành lập từ năm 2012, CEO Nguyễn Trung Dũng cùng đội ngũ nhân sự trẻ tuổi đã bắt đầu hành trình của mình với không ít thách thức và cạnh tranh. Bắt đầu bằng dòng sản phẩm muối Tây Ninh, sốt chấm Nha Trang, tiêu Tây Nguyên, DS Foods, từng bước xây dựng danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ẩm thực ngon và thuận tiện của gia đình Việt. Hiện doanh nghiệp sở hữu danh mục hơn 150 sản phẩm với đầy đủ những loại gia vị tự nhiên, chấm, nấu, ướp, từ phổ biến đến đặc sản từ vùng miền. Khi thị trường dần quen thuộc với muối chấm, sốt chấm, DS Foods tiếp tục cải tiến sản phẩm hữu hiệu và cho ra đời những sản phẩm mới. Trong đó nổi bật là dòng sản phẩm Natural với các loại gia vị tự nhiên, gia vị nấu, ướp 100% nguyên liệu tự nhiên ra mắt từ quý 3 năm 2019. Dòng Natural không sử dụng bột ngọt, màu tổng hợp, chất bảo quản nhân tạo, đường hóa học. Với tôn chỉ gia vị sạch được đặt lên hàng đầu, DS Food dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, không chỉ chinh phục hàng triệu hộ gia đình Việt Nam mà còn vươn tầm ra thế giới. Vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường thế giới, đến nay sản phẩm của DS Food đã hiện diện tại 4 châu lục, lên kệ những quốc gia nổi tiếng khó tính, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm. Tiếp tục chinh phục các triển lãm quốc tế và những thị trường mới. Sau gần một thập kỷ, DS Foods vẫn đang tiếp cận và chinh phục thị trường bằng những bước đi thận trọng, không quên những nguyên tắc bất di bất dịch về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đã đặt ra từ những ngày đầu. Những sản phẩm gia vị từ DH Food cũng đã có mặt tại những thị trường quốc tế. Thì không biết là mình đã có những cái thành công nhất định nào ở những thị trường đó, cũng như là đã có chỗ đứng ở những quốc gia nào rồi ạ? Sản phẩm gia vị DH Food đã được bày bán trên tất cả các hệ thống siêu thị và nhà phân phối tại Việt Nam. Ở nước ngoài thì bọn mình đã xuất khẩu được sang Nhật Bản, sang Hàn Quốc, sang Anh, sang Hà Lan, sang Đức, sang Mỹ, sang Úc. Và cái tự hào là sản phẩm gia vị DH Food có mặt trên siêu thị tại Nhật Bản dành cho người Nhật chứ không phải cho người Việt Nam. Không biết là mình làm sao để cái bước đầu để họ đón nhận những sản phẩm của mình, chẳng hạn như là anh mang sản phẩm cho họ dùng thử hay là có những cái chiến dịch quảng bá như thế nào ạ? Thực ra mình có duyên gặp một cái đối tác phân phối châu Âu rất lớn trên triển lãm năm 2018, và họ cũng mất một năm trao đổi, một năm bọn mình gửi mẫu, bọn mình làm các test để mà họ đặt đơn hàng đầu tiên. Và cũng rất là ngạc nhiên là đơn hàng đầu tiên là toàn các loại muối Tây Ninh, vì thực ra người châu họ ăn rất nhiều hoa quả và rau sống, họ chấm rất nhiều nhưng thường họ chỉ chấm muối trắng. Trên cái sản phẩm muối Tây Ninh của mình là rất là phù hợp với người châu. Và bọn mình cũng thấy ngạc nhiên là họ nhập rất nhiều mà nhập rất là đều, ngay cả trong thời gian dịch. Hàng đi rất là đều đặn. Và họ bán sang cả những nước như nước Đức, sang Pháp, rồi cả những nhà nhập khẩu bên Anh cũng vậy. Bên Đức cũng có nhà nhập khẩu, nhưng khách hàng Hà Lan cũng bán sang nước Đức luôn, vì thị trường Đức thị trường rất là lớn. Đấy. Thế còn ở những cái thị trường châu Á thì họ gần gũi hơn. Mặc dù đối với họ thì muối Tây Ninh cũng là cái điều xa lạ, nhưng khi mà chấm với hoa quả thì họ rất thích thú. Và người Nhật lúc đầu đấy đi là cũng chỉ toàn muối Tây Ninh, và họ bán vào siêu thị cho người Nhật. Và bây giờ thị trường Nhật thị trường đang phát triển tốt nhất. Không chỉ một nhà nhập khẩu mà phải đến 4-5 nhà nhập khẩu, và đều bán tốt cả.
đấy cái điều rất mừng. Nếu mà muối Tây Ninh bán được thì những gia vị khác dần dần họ sẽ dễ hơn. Em biết là bất kỳ những cái sản phẩm nào khi mà chúng ta đem ra thị trường quốc tế, đặc biệt là những cái nước mà khó như là Nhật đi, thì phải đòi hỏi một cái quy trình rất là lâu dài và cần phải có sự kiên trì nữa. Vậy thì anh có thể chia sẻ quá trình mà chúng ta đưa gia vị Việt vào thị trường của Nhật Bản được không ạ? Và thị trường Nhật Bản thực ra một trong thị trường khó và khó nhất về thực phẩm. Thì bên mình làm việc đối tác Nhật 2 năm, làm các test các theo các yêu cầu, gửi mẫu sang cho họ kiểm tra. Và họ nói thẳng luôn là hàng Việt Nam ấy ban đầu chất lượng tốt nhưng khiến lúc về sau chất lượng kém, những lần bán lần sau chất lượng không đảm bảo. Họ bị nhiều lần rồi nên họ thiếu cái niềm tin, và họ cũng 2 năm họ test mình cũng để thử thách cái sự kiên nhẫn của công ty. Và sau họ đặt đơn hàng rất là bé, không bằng cái chi phí mình bỏ ra để mà làm các test cho họ. Nhưng bên mình rất là vui vẻ, làm tất cả mọi cái điều họ mong muốn. Và ngay cả đơn hàng nhỏ, bọn mình cũng lo hết mọi thủ tục các thứ với cái giá như cho một đơn hàng lớn. Và cho đến hôm nay thì họ là một khách hàng rất là tốt, nhập khẩu đều đặn hàng tháng, đi nguyên công. À còn một điều này nữa là ban đầu họ nói là nếu như sản phẩm Dead Food mà chất lượng không đảm bảo, nếu họ bị kiện thì công ty phải bồi thường mọi thiệt hại. Và công ty đồng ý vì mình tin rằng chất lượng bên mình đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng Nhật Bản. Hiện nay thì sản phẩm Dead Food có mặt trên hệ thống siêu thị Kobe, Don Quixote. Thì nhiều bạn học và làm việc tại Nhật, họ chụp ảnh hàng gia vị Dead Food trong kệ siêu thị và gửi về. Và họ nói họ rất là tự hào khi mà nhìn thấy sản phẩm Việt ở trên kệ siêu thị của Nhật Bản. Tức là sản phẩm Việt cũng không kém gì, đảm bảo được chất lượng để mà bán cho người Nhật. Và đấy những niềm tự hào rất là nhỏ nhưng mà cũng rất là vui, rất là vui đối với họ và đối với cả bên Dead Food, bản thân Dead Food. Với một cái thời gian sống ở nước ngoài lâu như vậy và anh cũng đã nhiều lần kinh doanh đúng không ạ? Thì anh thấy là cái định kiến của người nước ngoài, đặc biệt là châu Âu hay là cả những thị trường khó như Nhật Bản đi, về hàng Việt Nam thì họ thấy mình có những cái điểm yếu nào ạ? Mình ấy, 20 năm mình là người nhập khẩu hàng từ Việt Nam và mình cũng gặp rất nhiều khó khăn để thuyết phục người Ba Lan tin tưởng rằng hàng Việt Nam chất lượng cũng không kém. Và để đảm bảo được chất lượng đó thì mình cũng đấu tranh với các nhà sản xuất ở Việt Nam rất là nhiều. Và có rất nhiều lần mình phải bay về tận nơi để chỉ cho họ là tại sao cái chất lượng lần này nó khác lần trước. Thì người Việt mình tính là gọi là cây xòa và lỡ vậy. Nhưng đối với khách hàng Nhật và khách châu bây giờ cái chuyện lỡ không được nữa. Có thể 30 năm trước, 20 năm trước họ có thể du di nhưng bây giờ không du di. Và để mà xuất khẩu được thì cái chuyện chất lượng phải đảm bảo. Lần nào xuất khẩu cũng phải vậy và mình phải tập trung hết cả cái tâm trí mình làm hàng tốt nhất. Và không chỉ xuất khẩu, mình nghĩ trong nội địa cũng vậy thôi. Vì bọn mình là chất lượng xuất khẩu nội địa là giống nhau. Chính vì cái sự chỉnh chu, cái sự quan tâm khách hàng nội địa của Dead Food thì khi xuất khẩu nó mới dễ dàng. Vì mình khi đã quan tâm khách hàng nội địa như vậy thì đối với khách hàng xuất khẩu nó cũng vậy thôi. Nó không có gì đặc biệt hơn cả. Đấy là mình nghĩ là một trong những cái mà các bạn trẻ bây giờ bạn có nhiều bạn mình nghĩ làm được. Tức là bạn chỉnh chu sản phẩm từ ban đầu, bạn quan tâm đến người tiêu dùng chứ không phải là về cái lợi nhuận. Hiện nay với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp đều lao đao vì các nguyên nhân như chuỗi cung ứng đứt gãy, nhân lực không đủ hoạt động vì các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan nhanh, người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu. Nhưng giống như tinh thần thấy cơ hội trong nguy cơ, DS Foods lại là một trong những số ít doanh nghiệp không những duy trì được nhịp độ sản xuất mà thời cuộc mới đã khiến người tiêu dùng có thói quen mới, khiến các đơn hàng tăng đột biến, công ty tăng hết công suất vẫn không đủ đáp ứng hết tất cả các đơn hàng. Dù vậy, để ổn định sản xuất trong tình hình dịch bệnh, công ty vẫn phải có những kế hoạch mới cho tương lai. Còn quay trở lại với thị trường Việt Nam đi, thì chúng ta thấy là riêng với cái mảng gia vị này thì cũng có rất nhiều những cái đơn vị tham gia cung ứng. Thì không biết là sản phẩm của DH Food có gì khác và có gì đặc biệt để có thể cạnh tranh được với những thương hiệu khác trong nước ạ? Thực ra cái sự gọi khác biệt nó cũng đơn giản thôi. Bên mình ấy, cố gắng làm sao mỗi sản phẩm làm tốt nhất có thể, làm sạch nhất có thể. Và trong những cái dòng sản phẩm mới bọn mình hoàn toàn dùng nguyên liệu tự nhiên. Và mỗi sản phẩm sau khi ra thị trường bọn mình lắng nghe khách hàng, ý kiến khách hàng và bọn mình điều chỉnh sản phẩm làm sao cho tốt hơn. Cái đấy thực ra phải làm hàng ngày. Trên nghe thì đơn giản nhưng mà cũng không dễ. Và chính cái đấy là chinh phục các khách hàng tại Việt Nam, cả đối tác, kinh doanh, những người tiêu dùng. Đấy.
cái thời điểm hiện tại nè, là tình hình dịch bệnh thì em thấy là ngành nghề nào cũng ảnh hưởng hết chứ không phải riêng về ngành mình. Thì không biết là doanh nghiệp của mình đã chịu những cái tác động như thế nào trong dịch bệnh, cũng như là mình xoay sở, mình ứng biến ra làm sao để thích nghi được ạ? Thực ra thì cũng rất may là cái ngành gia vị thì của DH Food ý, không bị ảnh hưởng nhiều mà còn tăng trưởng so với năm trước rất là nhiều. Tại vì trong dịch bệnh thì mọi người đều ở nhà nấu ăn nhiều, thì những cái gia vị mà cho gia đình ấy thì lại có cái kết quả lại được mọi người rất là ưa chuộng, nhất là gia vị mà làm từ nguyên liệu sạch. Còn về việc khôi phục lại hoạt động sản xuất sau thời điểm dịch bệnh thì không biết từ phía công ty mình có mong muốn sẽ được tạo điều kiện và hỗ trợ như thế nào ạ? Thực ra hiện nay chính quyền đã hỗ trợ là giảm cái thuế thu nhập doanh nghiệp và cho hoãn cái thuế giá trị gia tăng. Đấy là những cái hỗ trợ rất là kịp thời cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp mà may mắn vẫn phát triển được trong dịch bệnh. Sắp tới thì chúng ta cũng không biết là tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến như thế nào, bởi vì hiện tại thì cũng đang rất là phức tạp. Như lúc nãy anh Dũng có chia sẻ là riêng với ngành gia vị thì và công ty anh thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều mà còn phát triển hơn đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên chắc là mình cũng sẽ có những cái kế hoạch để cho thời gian sắp tới với những cái tác động khác ngoài thị trường chẳng hạn, thì anh có cái dự định gì để có thể khiến cho ngành gia vị phát triển một cách bền vững hay không anh? Đơn hàng là công ty sản xuất không kịp, và hiện nay công ty cũng đã làm 2 ca full, chuẩn bị lên 3 ca. Trên sang năm công ty sẽ phải xây dựng hoặc là phát triển một cái nhà máy mới để đảm bảo cái nhu cầu về gia vị cả trong nước và ngoài nước. Vì thực ra nhu cầu đối với gia vị Việt Nam rất là nhiều, không chỉ trong nước, và các bạn ở nước ngoài cũng vậy, họ rất là thích thú với những sản phẩm gia vị Việt Nam, vì Việt Nam có từ Hà Giang đến tận Phú Quốc, trong chỉ Cà Mau có rất nhiều loại gia vị khác nhau, rất nhiều chủng loại. Và hiện nay có một đối tác ở Mỹ, mình đang chuẩn bị ký hợp đồng rồi. Họ cung cấp vào một hệ thống siêu thị cho người châu Á, nhưng cũng khoảng 300 cái siêu thị, là một hệ thống rất là lớn ở Mỹ. Đấy là một trong những bước đầu tiên để mà đặt chân lên Mỹ một cách bài bản. Còn khách hàng nhỏ lẻ đi Mỹ thì vẫn có, nhưng để đưa được vào siêu thị của Mỹ thì đây là bước đầu tiên. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Trung Dũng ngày hôm nay ạ. Và em tin chắc đây sẽ là một câu chuyện rất là truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, và đặc biệt là các doanh nghiệp Việt khi chúng ta đang tìm cách để có thể xoay sở và ứng biến cũng như thích nghi với tình hình mới. Và xin chúc cho anh cũng như DH Food sẽ ngày càng thành công trong tương lai ạ. Cảm ơn bạn, cảm ơn khán giả. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Tự hào hàng Việt Nam cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Ngọc Nhi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.